Xin chào các bạn, các bạn đang xem thông tin thị trường ô tô xe máy Việt Nam trên kênh youtube ô tô giá rẻ. Rào cản khiến xe điện Trung Quốc khó vào Việt Nam. Hạ tầng chạm sạc là điểm yếu khiến nhiều hãng xe điện Trung Quốc e ngại gia nhập thị trường ô tô Việt Nam. Phạm vi sử dụng xe điện vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Theo các chuyên gia, nếu chỉ đi trong đô thị với quãng đường di chuyển dưới 160 km một ngày thì việc sạc pin ô tô điện không quá đáng lo. Thậm chí, chỉ cần xa qua đêm tại nhà cũng đủ cho hành trình vào ngày mai. Nhìn chung, mọi người mua ô tô điện đều có chung nỗi lo là không có chạm sạc điện, phạm vi di chuyển không xa, chi phí sở hữu xe điện cao hơn xe xăng, cũng như độ bền không cao và phụ phí sửa chữa, thay thế hệ thống pin đất đỏ. Trên thực tế, chỉ khi người sở hữu xe điện có nhà và gara riêng biệt được trang bị hệ thống sạc điện mới có thể tự thực hiện được việc sạc pin xe điện tại nhà. Ngược lại, những người ở chung cư hoặc gửi ở các bãi giữ xe sẽ phụ thuộc vào hạ tầng chạm sạc tại nơi đó. Hãng xe nào có hạ tầng sạc phủ sóng khắp nơi của riêng mình thì sẽ chiếm ưu thế trên thị trường. Người tiêu dùng sẽ miễn cưỡng mua xe điện cho đến khi họ có thể nhìn thấy bộ sạc ở khắp mọi nơi. Điều này ngược lại với người đi xe động cơ đốt trong. Họ không bao giờ lo lắng về việc thiếu chạm xăng trên đường đi, một đánh giá trên tờ Financial Times, Anh. Tại thị trường Việt Nam, hạ tầng chạm sạc đang dần phát triển mạnh mẽ nhưng phần lớn các hãng sở hữu chạm sạc không sẵn sàng chia sẻ quyền sử dụng với những hãng xe khác từ đó sẽ trở thành rào cản lớn để các hãng xe điện trung quốc có thể gia nhập thị trường việt nam tuy nhiên tình thế sẽ thuận lợi hơn với xe điện theo thời gian người sử dụng nhiều hơn thì hạ tầng chạm sạc cũng dày hơn việc thay thế phụ tùng cũng rẻ hơn và giá xe giảm xuống vì quy mô sản xuất lớn các hãng xe cũng có thể đồng ý chia sẻ quyền sử dụng chạm sạc khi mật độ chạm sạc đã đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng Điều này có thể thấy qua việc ô tô điện Trung Quốc đang tràn ngập thị trường châu Âu. Ủy ban châu Âu cho biết thị phần ô tô điện Trung Quốc bán ở châu Âu đã tăng lên 8% và có thể đạt 15% vào năm 2025 do giá xe điện Trung Quốc thấp hơn 20% so với xe điện do châu Âu sản xuất. Đi xe điện dễ bị say hơn xe xăng. Nhiều người cảm thấy mình dễ bị say khi đi xe điện hơn là xe xăng dầu chạy động cơ đốt trong. Phương tiện sử dụng điện ngày càng phổ biến. Nhiều người cho rằng Trước đây họ không bị say tàu xe khi đi xe xăng nhưng khi sử dụng phương tiện chạy điện rất dễ bị chóng mặt. Đây không phải là hiệu ứng tâm lý mà theo các chuyên gia, điều này có thể tới từ việc xe điện khởi động nhanh, êm và ít dùng hơn. Từ đó dễ gây rối loạn thị giác ở tiền đình tay trong và cảm nhận tốc độ của não bộ, dẫn tới hiện tượng say tàu xe hơn. Say xe phần lớn là do sự khác biệt giữa hành động thực tế và hành động dự kiến. Đây cũng là lý do khiến người lái xe ít bị say tàu xe hơn hành khách vì người lái xe biết rõ động thái của xe trong khi hành khách khó dự đoán chuyển động của xe hơn về nguyên nhân dễ bị say tàu xe khi đi xe điện là do sự khác biệt trong cách lái xe. Khi lái xe chạy bằng nhiên liệu đốt trong, sau khi đạp ga, trước tiên hành khách sẽ nghe thấy tiếng động cơ to hơn và độ rung ngày càng tăng. Sau đó sẽ khởi động hoặc tăng tốc trở lại. Bằng cách này, trước khi xe khởi động hoặc tăng tốc, tiền đình tai trong và mắt sẽ cảm nhận được chuyển động của xe. Hai giác quan phối hợp nhịp nhàng hơn và không xung đột nên không dễ bị say tàu xe. Còn đối với ô tô điện, sau khi đạp ga động cơ không những không có tiếng gầm, rung lắc mà xe sẽ di chuyển rất nhanh về phía trước và tiếng ồn của xe nhỏ đỉnh tay trong của hành khách vẫn chưa cảm nhận được chuyển động nhưng mắt đã nhìn thấy xe đang chuyển động khi hai giác quan không phối hợp tốt sẽ dễ gây say xe. Từ những phân tích trên có thể thấy nguyên nhân khiến người đi ô tô điện dễ bị say xe là do loại phương tiện này tăng tốc nhanh và ít gây tiếng ồn, dùng lắc nên não bộ hành khách không kịp phản ứng. Ngoài ra trên xe điện còn có cơ chế phanh tái sinh khác hoàn toàn với xe chạy nhiên liệu. Dù xe vẫn đang chuyển động nhưng hành khách đã có thể cảm nhận được lực cản của xe. Nếu xe để chế độ phanh tái sinh mức cao thì sẽ thường xuyên tạo ra hiện tượng phanh gấp giống như phương tiện chạy bằng nhiên liệu, dễ gây chóng mặt cho hành khách. Tuy nhiên, các hiện tượng trên sẽ dần biến mất khi hành khách đã đi nhiều lần trên xe điện và làm quen với những trạng thái chuyển động của phương tiện. Lúc này, nếu quay trở lại phương tiện sử dụng động cơ đốt trong, hành khách sẽ dễ bị say do mùi nhiên liệu của động cơ. Lộ diện thị trường tiêu thụ ô tô lớn nhất Đông Nam Á năm 2023, Việt Nam xếp thứ hạng bao nhiêu? Việt Nam đã tiêu thụ hơn 300.000 chiếc ô tô trong năm 2023. Mới đây, Hiệp hội Sản xuất ô tô Đông Nam Á AAF đã công bố báo cáo về thị trường ô tô trong khu vực trong năm 2023. Đây là báo cáo theo dõi về mức tiêu thụ và sản lượng sản xuất xe của các quốc gia bao gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Theo báo cáo này, Indonesia đang là thị trường tiêu thụ ô tô hàng đầu ASEAN với hơn 1 triệu chiếc trong năm 2023, giảm 4% so với năm 2022. Malaysia là thị trường tiêu thụ lớn thứ hai với 799.731 chiếc, tăng 10,9% so với năm 2022. Thái Lan xếp thứ 3 ASEAN với 775.780 chiếc xe, giảm 8,7% so với năm 2022. Xếp thứ 4 là Philippines với 429.807 chiếc xe, tăng 21,9% so với năm 2022. Là quốc gia có mức tiêu thụ tăng mạnh nhất khu vực trong năm 2023. Cũng theo báo cáo này, hiện Việt Nam đứng thứ 5 về mức tiêu thụ với 301.989 chiếc xe ô tô, giảm 25,4% so với năm 2022. Singapore và Myanmar xếp thứ tự lần lượt thứ 6 và thứ 7 với 38.670 xe và 3.357 xe trong năm 2023. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và Ma trong năm 2023, cả ba phân khúc xe chính tại thị trường Việt Nam đều giảm mạnh với xe ô tô du lịch giảm 27% xe thương mại giảm 16% và xe chuyên dụng giảm đến 56%. Cũng tính đến hết tháng 12 năm 2023, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 181.380 xe, giảm 20% trong khi xe nhập khẩu là 120.609 xe, giảm 32% so với năm ngoái. Tuy nhiên, doanh số trên chưa phản ánh hết toàn cảnh thị trường bởi các thương hiệu nhập khẩu xe như Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen. Volvo không tiết lộ số lượng bán ra. VinFast hiện cũng không cung cấp số liệu bán hàng hàng tháng tại Việt Nam. Thống kê sơ bộ cho thấy, hơn 60 mẫu xe mới không tính các biến thể về nước trong 12 tháng qua. Số này trải dài trên mọi phân khúc, từ các dòng giá siêu rẻ đến những mẫu ăn khách như Mazda CX-5, Honda cr 2024, Toyota Vios 2024, cho tới hạng sang như Lexus RX 2024, Mercedes-Benz GLC 2024, Porsche Cayenne 2024, BMW X năm 2024. Theo các chuyên gia, sự đi xuống của toàn ngành, ô tô đã được dự báo từ thời điểm giữa năm do diễn biến bất ổn khó lường của nền kinh tế cũng như lãi suất ngân hàng không ổn định đã góp phần ảnh hưởng đến sức mua của người dân. Để vực dậy thị trường, chính phủ đã cho phép giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước từ mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Doanh nghiệp hỗ trợ 50% lệ phí còn lại hoặc ưu đãi 100% lệ phí đối với xe nhập khẩu cũng không giúp thị trường ô tô bứt phá về doanh số. Dự báo đầu năm 2024, sức mua ô tô có thể khởi sắc nhờ vào nhu cầu mua sắm đón Tết Nguyên đán của người dân tăng lên. Tuy nhiên, các tháng sau đó, sức mua vẫn là một ẩn số khi các hãng xe có thể sẽ cắt giảm các ưu đãi và điều chỉnh lại chính sách kinh doanh. Video cận cảnh Honda CRV 2024 phiên bản E, HEVRS, nguồn, khoa ô tô miền Tây. các bạn đã xem video. Rất mong các bạn hỗ trợ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh, bật chuông nhỏ ở bên cạnh để nhận các clip mới hàng ngày. Bấm like và comment ở bên dưới video. Chúc các bạn lái xe an toàn và luôn gặp mọi điều may mắn trong mỗi hành trình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.